Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Thầy Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Kính thưa tất cả quý vị, ân thân nhân của Cha Giuse, nhờ Cha Sở Ngài báo tin mà chúng tôi mới biết được là Cha Giuse về với Chúa ở tại Phùng Khoan này. Và chúng tôi xin cảm ơn Cha Sở cũng như quý thân nhân của Cha Giuse đã lo liệu cho Ngài, chăm sóc trong thời gian 2 năm mà Ngài về quê. Và lúc mà Ngài đau yếu và qua đời, gia đình đã lo lắng cho Ngài rất là chu đáo. Từ khi tôi về làm giám mục 30 tuổi 2009, thì tôi có đến thăm Ngài ở dưới nhà hưu dưỡng Hà Nội nhiều lần. Và tôi có mời Ngài về ở nhà hưu dưỡng 30 Thuột, cái nơi chăm sóc các cha già. Nhưng mà Ngài xin ở lại dưới Sài Gòn, bởi vì Ngài quen với lại cái nhà hưu dưỡng ở Hà Nội và những người chung quanh. Thì đến năm 2012, thì Ngài có về 30 Thuột để thăm lại những nơi mà trước đây Ngài đi truyền giáo và làm việc. Trong đó có giáo sư Ekema là cha Quang, bây giờ là cha Sở, là người kế nhiệm của cha Khẩu. Cha Khẩu từ khi mà về với 30 Thuột thì Đức Cha Mai đã giao cho Ngài cái nhiệm vụ là học tiếng đồng bào để đi truyền giáo. Và vì thế cho đến năm 75 thì Ngài luôn luôn làm việc với đồng bào ED và những cái buôn làng chung quanh. Trên năm 2012, Ngài về thăm lại, thì Ngài nhớ từng người mà trước đây Ngài đã từng cộng tác. Ở trên thân xác của Ngài, tôi không biết là gia đình có hiểu không? Nhưng mấy chị có hiểu không? À, các chị hiểu được là tôi cảm ơn. Còn nếu mà các chị không hiểu, thì nhiều khi mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà Ngài là một nạn nhân. Cho nên Ngài, tôi thấy Ngài rất là can đảm. Những lần tôi xuống, tôi thăm Ngài ở nhà Thu Hà Đô, thì Ngài nói chuyện rất là tỉnh táo và đam mê là nghe nhạc cổ điển. Đó, tôi nghĩ có lẽ đó là một cái phương thuốc để giúp cho Ngài quên đi những cái khó khăn mà trong thời gian tù tuân mà Ngài phải. Hôm nay, đầu tiên Ngài về với Chúa, và chúng tôi cố gắng để cùng với năm linh mục đại diện cho các linh mục trong giáo phận Hải Phòng 30 tuổi. Tôi nghe rất tưởng 30 tuổi Hải Phòng, và bây giờ tôi chính là Hải Phòng và còn kia 30 tuổi đã quy định công tác, thì chúng tôi phải tỏ tình thế giới và cái chuyện là sáng tôi gia đình và Hải Phòng xin là một khoa